nhỏ, tớ tên là Anna, học đếm thật là vui phải không? Các bạn đã biết cách đếm chính xác và gắn chữ số tương ứng với số lượng mình đếm được chưa? Hãy cùng tham gia vào các trò chơi đếm với cô giáo của tớ nhé! Cảm ơn các con đến với bài học ngày hôm nay. Các con hãy cùng cô đếm trên đối tượng và gắn chữ số tương ứng trong phạm vi 10. Trước khi vào bài học, chúng mình hãy cùng ôn các số đã học từ 1 đến 10 nhé! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 3 9 7 2. Cô giáo đã tìm thấy chữ số ở rất nhiều nơi như bậc cầu thang, trên tường và đọc đúng tên các chữ số đó. Còn các bạn thì sao? Hãy tìm những chữ số xung quanh nhà bạn và gọi tên các chữ số bạn tìm được nhé. Tớ nhìn thấy số trên lịch nè, số 8, số 5, số trên biển số xe máy, số 2, số 9, số 1, số 8, số 8, số 9, số 4, số 8, số trên mũ bảo hiểm của bố tớ, số 9, số 6, số 9, số 2, số 7, số 5. Chữ số trên quyển sách số 10. Anna và các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các con xem cô có gì đây? Trong lọ của cô có rất là nhiều quy đấy. Để xem trong lọ có bao nhiêu quy, chúng mình cùng đếm cùng cô nhé. 1 2 3 4. Tất cả có bao nhiêu chiếc quy? À đúng rồi, tất cả là 4 chiếc quy. Để biểu thị cho nhóm có 4 đối tượng, cô sử dụng chữ số 4. Cô sẽ đặt chữ số 4 vào bên cạnh nhóm có 4 chiếc quy. 4 chiếc quy, chữ số 4. Các con tiếp tục đếm cùng cô nào. 1 2 3 4 5 6. Tất cả là 6 chiếc bút. Để biểu thị cho nhóm có số lượng là 6, cô sử dụng chữ số 6. Chữ số 6 cô sẽ để cạnh nhóm có 6 chiếc bút. 6 chiếc bút, chữ số 6. Cô sẽ hướng dẫn các con thêm một hoạt động đếm thú vị nữa. Nhiệm vụ của chúng mình là đếm số chấm tròn trên mô hình miếng bánh pizza và viết chữ số tương ứng với số chấm tròn mình vừa đếm được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả là 7 chấm tròn. Cô viết chữ số 7. 1. Cô viết chữ số 1. 1, 2. Chữ số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chữ số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chữ số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chữ số 10. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một chiếc bánh pizza rực rỡ sắc màu. Ngoài việc tạo hình chiếc bánh pizza, các con có thể chơi tạo thành những hình mà các con yêu thích. Ví dụ như hình ngôi sao, hình bông hoa, hình mặt trời.
Cô Thủy vừa hướng dẫn chúng mình đếm trên đối tượng và gắn chữ số tương ứng đấy. Để đếm không bị bỏ sót thì chúng mình nên xếp thành hàng trước mặt, chỉ vào đối tượng và đếm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hoặc xếp trên khung 10 rồi đếm. Và nhớ viết chữ số tương ứng với số lượng mình vừa đếm được. Cảm ơn cô Thủy, Anna và các bạn nhớ rồi ạ. Rất là giỏi, cô khen Anna và các bạn. Cô sẽ thưởng cho Anna và các bạn trò chơi. Anna có muốn tham gia cùng cô không? Dạ có ạ. Xin mời Anna và các bạn đến với trò chơi ô cửa bí mật. Hãy thực hiện nhiệm vụ của bạn sau mỗi ô cửa và giành được nhiều ngôi sao nhất nhé. Các bạn chọn ô cửa nào? Các bạn chọn ô cửa màu đỏ phải không nào? Cô đồng ý. Ô cửa màu đỏ mở. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó là đếm quả táo trong thẻ hình và chọn chữ số tương ứng. Chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tất cả là 9 quả táo. Vậy ta sẽ dùng chữ số nào để biểu thị cho nhóm có 9 đối tượng? Đúng rồi đấy. Chữ số 9 phải không nào? Anna và các bạn hãy vẽ cho cô 9 quả táo và viết chữ số 9 nào. Rất giỏi, thưởng cho Anna và các bạn một ngôi sao. Anna ơi, mời con chọn ô cửa tiếp theo nào. Vâng ạ. Con nhìn thấy chữ số mấy? Số 8 ạ. Chữ số 8 phải không? Nhiệm vụ của các bạn là hãy đi lấy đồ dùng hoặc đồ chơi có số lượng là 8. Nào, xin mời các con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 8. 8 hộp sữa. Thật là tuyệt vời. Xin dành tặng cho Anna và các bạn thêm một ngôi sao nữa. Chúng mình cùng xem nhiệm vụ ở ô cửa cuối cùng nhé. Đó là các chấm tròn đúng không nào? Chúng mình cùng đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả là 6 chấm tròn. Anna và các bạn hãy vẽ cho cô 6 chấm tròn nào. Theo con, ta sẽ sử dụng chữ số mấy? Đúng rồi. Con viết chữ số 6 tương ứng với 6 chấm tròn. Số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chấm tròn. Cô chúc mừng Anna và các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ và giành được 3 ngôi sao. Các con có muốn tiếp tục chơi trò chơi không? Dạ có ạ. Mời Anna và các bạn đến với trò chơi bé đếm thật tài. Các bạn ơi, đếm và chọn chữ số tương ứng cùng tớ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số 10. 10 hạt đậu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số 6. 6 ốc vít. 1, 2, 3. Số 3. 3 vỏ sò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 8. 8 hạt đá.
các bạn thấy tớ đếm và gắn chữ số tương ứng đã đúng hết chưa? Ở nhà các bạn cũng tập luyện đếm và gắn số tương ứng những đồ các bạn đếm được nhé. Tớ muốn giới thiệu với các bạn một trò chơi rất thú vị nữa, đó là trò chơi xây thành phố với những ngôi nhà nhiều tầng khác nhau. Đây là số tầng cho các ngôi nhà của tớ. Số 8, ngôi nhà 8 tầng. Số 3, ngôi nhà 3 tầng. Số 5, ngôi nhà 5 tầng. Tương tự như vậy với các số còn lại các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng Lego giống tớ hoặc sử dụng các khối gỗ nhà mình có. Nào, chúng ta cùng xây thành phố thôi. 2. Một, hai. Ba. Một, hai, ba. Một. Những trò chơi đếm và gắn chữ số thật là vui đúng không nào? Ở nhà các con có thể đếm số thành viên trong gia đình, đếm số đồ dùng, đồ chơi mà mình có. Và đặc biệt là nhớ gắn chữ số tương ứng với số lượng mà mình vừa đếm được. Cô chúc các con sẽ có những hoạt động đếm thật là thú vị. Cô Thủy và Anna xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Xin chào.